BB. Ở đâu mà chị đi qua thì không thấy Bi. Bi, làm vẽ cây của chị này. Nào, đừng làm vẽ cây của chị nha. Bi, Bi đứng ở đâu mà chị đi qua chị không thấy. Em đi đâu rồi Bi? Hả?
Bi đâu? Bi có ra ngoài này với Bi không? Bi. Bi ơi. Bi đâu Bi? Bi ơi. Em đi ở đây em đi đâu mà không thấy ta? Đi đi đâu mà tụi chung đi từ ngoài cổng đi vào mà không thấy em đi. Bi ơi. Em đi đâu rồi Bi? Hả? Nó chỉ tìm ngoài kia không thấy em đi. Em đi có trong nhà không? Ừ? Em đi đâu rồi Bi? Sao mà Bi ở ngoài kia mà em đi không ở ngoài đấy à? Em đi trong này à Bi? Bi Bi ơi! Em đi đâu Bi? Hả? Em đi đâu rồi? Bi Bi ơi! Bi! Sao đấy Bi? Em đi đâu rồi? Bi! Em đi đâu mất rồi? Bi ơi! Nãy chị đi hai đứa đang ngủ mà giờ em đi đâu rồi? Mà sao Bi lại đi từ ngoài cổng đi vào hả Bi? Ừ? Bi! Để chị đi ra ngoài này xem em đi nào. Thế lúc nãy Bi đi ra cổng em đi có đi theo không? Mà sao bây giờ không thấy em đi đâu thế Bi? Hả? Nãy em đi có đi theo em đi không? Bi! Đi có chơi một ngày không đi? Đi đi ơi! Đi! Em đi đâu rồi? Đi ơi! Hãy Bi đi ra ngoài, em Bi có đi cùng Bi không? Bi! Anh em đang ngủ mà sao bây giờ em đi đâu không thấy à? Bi ơi! Bi! Hay Bi chạy ra đường chơi để em ở trong nhà một mình hay sao? Bi! Bi ơi! Bi! Bi không biết em đi đâu à? Đi. Đi. Lúc nãy Bi ngủ dậy Bi ra ngoài em Ti đang ngủ em đi đi theo Bi. Hả? Bi chỉ chị xem nào. Chị mới tìm mình em Ti chứ. Đi đâu đấy Bi? Không biết em Ti đi đâu rồi. Thank you.
Bi. Đi ra chị ra đấy nào. Mà Bi đi đâu đấy? Chị đi qua không thấy, thế Bi chạy thử ngó vào đấy Bi. Chị ơi. Em đi vào trong nhà ngủ. Và bây giờ không thấy em đâu ở Bi. Bi. Em đi chạy đâu ấy Bi ạ? Sao hai anh em ở nhà mà Bi lại để làm mất em Ti là sao ạ Bi? Sao em Ti ở đâu mà không thấy tiếng động gì thế Bi ạ? Thường ngày em Ti ở bên mình là em Ti kêu bo lắm mà sao hôm nay nghe cái tiếng em Ti Bi ạ? Bi, biết em Ti chạy đi đâu nữa. Bình thường anh Bi đâu, em Ti cũng đi theo mà. Mẹ để làm em Ti chứ. Bi ơi, Bi xuống bếp tìm em cho Bi. Bi đâu đây? Lại Bi tìm em dưới bếp cho Bi. Hả? Mình đi vào bếp mình tìm em xem đi. Em Ti có chạy xuống bếp không nữa? Lại Bi tìm chưa? Bi ơi, đi xuống bếp đi. Biết em Ti xuống bếp lại Bi tìm cho Bi. Ti ơi, Ti ở đâu lên tiếng chị nào nào? Ti. Ti ơi, em Ti có đây không Bi? Ti. Ti ở đâu mà không thấy em Ti lên tiếng nhở? Nó có trong này không? Ti ơi! Ti! Không thấy gì ạ? Ti ơi! Ti! Ti ơi! Ti! Không biết em Ti ở đâu nữa. Ti ơi! Ti ơi! Ti không có trong này đi ạ. Tối rồi mà sao không thấy em đi về nữa. Cái Ti chạy đi đâu nữa? Tối rồi đấy Bi ạ, không thấy em Ti về kìa. Tìm thì không thấy em Ti đâu. Trong nhà thì không thấy rồi đấy. Vườn thì rộng như thế này, không biết em Ti có ra vườn không? Bi. Ha. Đi.
Tí ngồi đấy này. Chị kêu Tí không thưa thế. Là Tí. Ôi, Tí ăn gì đây? Đào à? Tí hãy đào bên cây Tí ăn hả Tí? Hả? Ôi, Tí ngồi đây Tí ăn mà để chị với anh Bi đi tìm gọi mãi. Không thấy đâu. Chị với anh Bi tìm nãy giờ không thấy Tí đâu, gọi thì không thấy Tí thưa. Thôi từ từ đã nào, nào. Thôi, rơi bẩn rồi bỏ đi thôi. Nào, đi vào bạn nào. Đi. Nào, hai đứa đi vào bạn nào. Bi Bi. Bi, đi vào nhà bạn nào. Đi vào nào Bi. Em Ti, Ti có biết chị với anh Ti lo cho em Ti lắm không? Em Ti chạy ra đấy, em Ti ngồi ăn nào. Chị với anh Ti kêu em Ti không thưa. Bi. Đây nào. Chị đã trời tối rồi mà chưa thấy đi về đó. Chị lo lắm ấy, em đi cũng lo này, em đi buồn này. Đi lên đây đi. Em đi lo cho em ấy, em đi chạy đi tìm em này. Đi chơi đi Bi. Em đi này Bi. Anh Bi thương em đấy. Anh Bi chạy khắp nhà, khắp vườn này, chạy sang nhà hàng xóm để tìm em nữa đấy. Trời tối rồi mà chưa thấy em về là anh Bi lo lắm. Em đi ở đây hư nhá. Ra đây hái được quả đào ăn là ngồi im mà. Không để ý thì đến chị đến anh Bi hả? Thì có biết đi như thế là chị với anh lo lắm không? Đấy, từ nay em Ti không như thế là đi nha. Ti đi đâu là phải đi cùng với anh Bi hoặc cùng với chị nghe chưa? Ti đang còn nhỏ lắm, Ti chưa tự đi đâu mà mình được chưa được đâu, nhớ chưa? Anh Bi lo cho em đấy. Nhìn thấy em cứ là cứ ôm với em mãi không rời thôi. Sao Bi, sao Ti đừng có làm cho anh cho anh với chị lo lắm đấy nha, nghe chưa? Đấy mọi người ạ, tranh thủ lúc hai anh em đang ngủ mình đi sang nhà kiếm bên cạnh để ít đồ với mình về mà về cái lại không nhé. Ti đâu rồi đấy mọi người ạ? Ti hiện nay lớn rồi, hay đi linh tinh của mình lắm. Thế là chị với anh Bi lo lắm đấy. Sau này Ti không thấy mình nhé, nghe chưa?